Hello, em thương giao lưu với tất cả quý cô chú chị Khang đây này. Một cái rết đặc loại đen các ông ơi, có thể làm vậy ba con cực đẹp luôn. 1-5 cân nhé, khô kiệt. Cái này là khô hơn 85%, để hơn 1 năm nay rồi mọi người nhé. Chiều dài 1 mét. Tròn tương đối đều nhé, cái đầu rất là to. Ở đây được tính được 10 9 10 8 7 5 nhỏ nhất đây. Rất là đẹp luôn rồi. Đấy, con đang được đào vào này. Bao đặc tịt luôn, 5 cân, khô lên 85%. Rồi quý cô chú chị Thiện Chính lên hệ em thương nhé.